chào quý vị khán giả đang theo dõi đài Sài Gòn TV 55.3. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với chị Tiffany trong phần 2 của chương trình Beauty and Lifestyle with Tiffany. Đã chia sẻ cho công dụng không tốt của củ khoai tây nè, và công dụng rất nhiều của những củ khoai lang ở đây. Nhưng mà hồi nãy mình đang em đang hỏi chị thắc mắc là có những cái buổi mà mình ăn như sáng, trưa, chiều, tối đó chị, thì nó tốt như thế nào nếu mà mình ăn những cái củ khoai này? Thật ra đó, buổi sáng á, nên ăn cái chắc khoai, cái thứ nhất, đó là mình no sớm. Dạ. Mà mình ăn cái củ khoai màu gì hả chị? Thật ra tốt nhất là màu cam, dạ, và màu tím. Là mình nên ăn buổi nên sáng. Nên ăn buổi sáng, thì hai cái này nó rất là tốt. Dạ. Tại vì sao? Tại nó có chất nè, đạm nè, xơ nè, chất ẩm nè, ngọt nè, nó đều trong này hết. Và ví nữa đó là khi mình ăn một chất khoai như thế này, quý vị biết không, nó cho mình đầy đủ hết, nó cho mình cái antioxidant, vitamin B, nó cho mình tất cả hết để cho mình get ready cho cái ngày đó. Thì buổi sáng mình ăn cái này, nó thứ nhất là nó lâu đói, yeah, giúp cho mình no lâu, no lâu, nó cho mình sức để mình làm việc, đúng, yeah, không? Thì ăn buổi sáng, tại vì nó có tinh bột, đúng chị? Rồi, nó tinh bột mà tinh bột tốt, yeah, đúng không? Thì hai cái này là Tiffany rất là thích. Nếu mà mua khoai để chọn hai cái này thì nó có đủ chất ngọt và cộng thêm nữa nó không có làm cho mình ngán, yeah, phải không? Thì mà nó cũng có giúp cho hệ tiêu hóa, đúng của rồi, mình, phần nhu động ruột đúng nó tốt, rồi, đúng, yeah, rồi. Quý vị nên nhớ là cái buổi tối mình đi ngủ thì cái bữa ăn buổi tối đó mình còn nằm ở trong bụng, đúng, yeah, không? Thì buổi sáng thì mình phải ăn cái gì để cho mình tiêu hóa, để tiêu hóa, mình đem những cái đồ ăn mà buổi tối đó mình đẩy nó ra, yeah. Thì nên đó là tất cả những cái mà đồ ăn của mình phải quan trọng, khi là buổi sáng là quan trọng nhất, đúng không, yeah. Thì khi mà mình làm như vậy đó thì tốt nhất là mình phải biết là buổi sáng mình dậy. Thì cái này nó dễ nữa, tại vì khoai lang đó mình có thể nấu trước. Mình nấu trước, mình có thể nấu 3-4 ngày trước, quý vị ơi. Không cần phải nấu ngày hôm đó, yeah. Nấu xong rồi bỏ vô tủ lạnh, rồi mình lấy saran wrap, mình wrap lại, mình bỏ vô microwave một chút, hoặc là thế mình thường làm là chế nước nóng, bắt cái nước nóng lên, bật cái nút thôi, rồi mình chế nước nóng lên, là mình hơi ẩm ẩm, phải không? Là mình ăn cái khoai. Thì khi mình ăn khoai như vậy là mình ăn vừa cái sự tiêu hóa và vừa nữa là buổi sáng. Buổi sáng là một cái bữa mà quan trọng nhất trong cái một ngày là mình nên ăn buổi sáng. Và còn buổi trưa thì sao hả chị? Buổi trưa thì còn tốt nữa là nếu những người mà yếu sức hoặc là tiểu đường hoặc là những người muốn xuống cân thì tốt nhất là mình nên hồi nào cũng có củ khoai lang trong bóp, trong sách, trong nhất là mình đi làm, yeah. Tại vì mình thích một break. Nếu mà cái khoai lang mà mình bới trong ngày 3 củ thì mình chia ra 3 bữa, thì khi trước khi mình đi ăn trưa trong một tiếng hoặc nửa tiếng trước đó thì mình nên lấy cái củ khoai lang mình ăn. Thì mình ăn như vậy thì mình làm cho mình có sức, hoặc là mình làm cho mình xuống cân, yeah. Mình ăn ít lại cho buổi trưa. Và nếu cái người muốn lên cân thì là ăn bữa chiều á chị. Bữa chiều. Và muốn lên cân thì mình ăn gì? Mình ăn mình để có sức, mà mình yếu trong người. Những người mà yếu trong người thì mỗi 2 tiếng mình cứ bẻ một cái củ khoai, không cần phải ăn nhiều đâu. Một củ khoai mình ăn để gì? Mình có cái chất lượng, yeah, đạm, có chất tinh bột, chất và tinh chất xơ, chất đạm trong người của mình, để mình không có bị yếu đi, yeah, phải không? Không bệnh hoạn, phải không? Và nữa là buổi tối có sức đề kháng, đúng rồi, đề kháng nó chống lại, yeah, đúng không? Mà nó làm cho người của mình tiêu hóa dễ, nên cái khoai lang nó rất là tốt. Khi mình ăn mình phải biết cái cách ăn, yeah, đúng không? Còn buổi tối thì như hồi nãy buổi chị tối chia cũng sẻ vậy, cũng giống như buổi trưa, mình ăn nếu mình muốn xuống cân thì mình ăn nửa tiếng hay một tiếng trước để cho bụng mình nó hơi lưng lưng. Giống như mỗi lần Tiffany biết là Tiffany đi dạy nhiều quá thì học sinh nó cứ mời đi ăn quà, mình biết mình không ăn thì không được. Chắc chị đi lại, đúng chị lại có biết là chị ăn trước hai mình ăn trước. Mà khoai lang rất là dễ, giống như ở hotel Tiffany chỉ bỏ cho microwave quấn lại, rồi bỏ hồi nào Tiffany cũng hồi nào đi đâu cũng có ziplock hết á, có saran wrap quấn lại bỏ vali. Là tại sao cái khoai lang rất là dễ. Yeah. Mình để lâu không bao sao hết. Mình bỏ vô tủ lạnh, mình bỏ microwave quấn lại thì hồi nào mình cũng không bao giờ đói bụng. Mà để mình, nếu mà mình không để cho mình đói bụng thì mình sẽ không bao giờ yếu, yeah. Và mình sẽ không bao giờ lên cân. Quý vị biết không, chị Tiffany có được một vóc dáng như vậy và một cái một làn da rất là đẹp là nhờ có những bí quyết từ loại hoa quả đó quý vị. Và thì chị, như nãy chị chia sẻ thì Vi thấy có rất là nhiều loại khoai, nhưng mà Vi đang thắc mắc là không biết cái giá thành của những loại khoai này như thế nào á chị. Cái nào nó đắt tiền nhất, cái nào nó rẻ nhất mà nó có nhiều công dụng nhất?
Thật ra cái bí quyết để mình lựa khoai rất là dễ thôi. Dạ. Cái trái nào mà bự nhất thì nó lại rẻ nhất. Vậy hả chị? Tại vì cái bự nhất là thật ra như thế nào, cái chất của cái loại cái gì, cái rau cải hay là hoa quả, không phải là cái trái nào bự là cái nó tốt nhất. Nên bự mình phải coi không biết cái đó nó có hao hoặc hay không, nó có những cái nuôi dưỡng khác không, nó có chất dinh dưỡng nhiều không? Như vậy thì có thể là cái củ bự này là cái củ rẻ tiền nhưng mà chất dinh dưỡng không nhiều bằng cái củ nhỏ như là cái hoa khoai tím và cái khoai màu cái ruột màu cam. Nói về khoai thì khoai môn thì không biết chị chia sẻ với quý vị với Vi biết là cái công dụng của khoai môn như thế nào không chị? Thật ra khoai môn nó cũng giống như khoai từ. Nó không phải thuộc loại trong cùng gia đình với khoai lang, nhưng mà nó cũng là thuộc loại khoai. Giống như hồi nãy Chef Vinh nói, khoai nó có 40 loại nhưng mà khoai lang thì 17 loại. Thì khi mà cái khoai môn đó thì nó có nhiều loại. Nếu như loại bự, loại nhỏ nó cũng có nhiều loại, nhưng mà loại nhỏ lại bắt tiền hơn, phải không? Thì cái gì cũng vậy, nó nhỏ lại nó expensive như chị em mình vậy đó. Thì khi nó nhỏ thì nó độ lượng của nó, cái chất thu hút của nó, chất đạm của nó nhiều hơn, thì bao nhiêu đó nó vô trong đó hết, phải không? Thì khi mà cái khoai môn đó nó ngon và nhiều người thích ăn nó nhất là tại vì cái chất béo của nó, thì khoai môn nó cho mình chất béo nhưng mà nó lại cũng không có nhiều công dụng như là khoai lang. Và khoai môn thì thường thường mình ăn là tại vì cái mùi, cái béo, cái thơm của cái khoai môn, và nữa là cái khoai môn khi mà nó tạo ra nó cũng trở thành là chất bột. Như vậy thì khoai môn chỉ là chất tinh bột mà không có chất xơ và cũng không có nhiều vitamin đúng như là khoai lang. Bằng khoai lang. Vậy thì chị vui lòng chia sẻ cho quý vị cũng như Vi biết là khoai thì mình sẽ có đọt khoai phải không chị? Thì không biết đọt khoai nó có công dụng gì không chị? Thật ra đó khoai lang mà khoai đọt khoai đó mà lá khoai đó. Thật ra lá khoai nó ngon là mình luộc lên rồi mình chấm với mắm thôi. Nó rất là good cho khi mình ăn cơm, thì chắc rau nào nó cũng tốt. Nhưng mà khoai lang có cái đọt khoai mình phải luộc cho nó chín. Tại vì đôi khi mình luộc cho nó chín thì nó trở thành một chất độc tại cái mũ của nó. Nên cái đọt khoai lang mình phải biết là cái đọt, nếu mà đọt non thì nó không sao, nếu mà đọt già thì mình phải tước cái vỏ ngoài, tại nó rất là cứng, nó già rất là cứng. Nên khoai lang mình không phải luộc giống như rau mà mình chỉ luộc sơ, khoai lang mình phải luộc chín. Thì khi luộc chín đi thì nó lại không có tốt nữa, nó là chỉ một cái bã thôi. Nhưng nên có đôi khi mình thấy không, có nhiều hồi xưa là người nghèo, những các bác các anh chị mà ở nhà quê đúng không, là thường thường mình luộc rau lang thì mình lấy cái nước đó mình làm nước canh. Thì thật ra cái nước canh thì nó tốt hơn là cái rau mà mình đã luộc. Nhưng mà ở bên Mỹ thì ít khi mà ai ăn cái nước khoai. Vậy thì cái rau lang nó là từ cái lá rau lang của củ khoai lang phải đúng không đó, chị? Đúng rồi, củ khoai lang thì mình mua ở ngoài chợ nó đều là khoai lang. Nhưng mà đối với chị thì cái khoai lang, chị cái loại khoai lang nó không có tốt. Vậy thì cái rau lang nó là có họ nhà khoai đúng hay rồi. Là nó của cái củ khoai? Đúng rồi. Vì nghe nói là rau lang á thì mình luộc mình ăn cái chất xơ, chất lá thôi. Còn nước thì mình nên bỏ đi vì nó đúng độc. Rồi. Không biết đúng có đúng rồi. Không chị? Đúng rồi. Tại vì nên người ta thường nói là ô tôi luộc khoai thì ăn cái nước, tại cái nước nó bổ. Nhưng mà thật ra nó không phải, tại cái nước đó là cái nước mũ của cái khoai. Nên hồi nãy Tiffany nói đó là thường thường Tiffany luộc rau khoai là tại vì mình thích chấm. Nửa Việt Nam mà không chấm phải là Việt Nam. Dù mình nếu mình kho một nồi thịt, mình luộc rau khoai thì mình đem mình tới một cái quê, một cái miền quê thì có một cái mùi vị của quê hương của mình. Nhưng mà khi mình luộc rau khoai như vậy thì nó mất hết cái chất rồi, và cộng thêm nữa thật ra là những cái chất mà tốt nó nằm dưới cái củ rồi, củ, và nó nằm dưới cái lòng đất của mình. Với nữa rau khoai thì nó sẽ bị sâu bọ rất là nhiều. Thì cái củ khoai nó đem hết tất cả những dinh dưỡng của cái chất đạm, bột và chất mỡ tốt, tất cả những cái vitamin nó nằm ở trong trái khoai hết. Còn cái đọt thật ra nó chỉ là một cái đọt khoai thôi, chứ nó không có một cái dinh dưỡng gì hết. Nó cũng có một chút xíu, nhưng mà nếu những cái rau mà mình luộc đi thì nó đã mất hết rồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã chia sẻ với Vi cũng như quý vị rất là nhiều cái công dụng và bí quyết của củ khoai lang.
Mà theo Vi biết như vậy thì khoai lang tuy là củ khoai tím thì mắc hơn một chút xíu, nhưng mà nói chung thì củ khoai rất rẻ tiền phải không chị? Rất là rẻ. Rẻ tiền nhưng mà có công dụng rất là nhiều và giúp cho quý vị rất là nhiều về sức khỏe. Thì Vi mong là quý vị sẽ trong món ăn thì sẽ nhớ đến chất dinh dưỡng là có củ khoai lang, cũng giúp cho quý vị rất là nhiều. Và Vi mong là quý vị sẽ qua cuộc chia sẻ này, quý vị sẽ biết thêm nhiều kiến thức cũng như bí quyết làm đẹp từ chị Tiffany. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc, vui lòng liên hệ với chị Tiffany. Thì Tiffany xin cảm ơn nhân Vi đã ngồi chung trò chuyện với Tiffany. Và Tiffany kính cảm ơn quý vị đã dành một chút thời giờ theo dõi Beauty and Lifestyle với Tiffany. Thì trong rằng cái sự hiểu biết của Tiffany về khoai lang, những loại khoai để bổ ích cho mọi người mỗi ngày, thì thật ra nó rất là bổ ích. Thì nếu mà quý vị muốn thêm chi tiết thì xin liên lạc với Tiffany, tiffanyluong@yahoo.com, hoặc là gọi cho Tiffany 817-896-3178. Và Tiffany sẽ hẹn gặp quý vị trong tuần tới. Và chúc quý vị một cuối tuần thật là vui vẻ.